Thì hôm nay Diễm sẽ làm thịt kho tiêu nha cả nhà, và thịt bằm cuốn với cải nha cả nhà. Thì cả nhà cùng theo chân Diễm nhé. Sau khi nước đã sôi thì Diễm sẽ trụng cải nha cả nhà. Trụng cải vô. Đó, trụng vô hết luôn. Rồi xong. Sau khi cái cải nó mềm xuống rồi mình sẽ bỏ hành vô nha cả nhà. Cả nhà hành cũng được mà cái gì hẹ cũng được. Hôm nay Diễm mua hành được ghẻ mà ngon á cả nhà. Cho nên Diễm sẽ dùng hành. Hành thì nó thơm hơn nha cả nhà. Rồi. Trụng sơ thôi nha cả nhà. Rồi xong Diễm sẽ vớt ra. Đây là cái thau nước lạnh nha cả nhà. Diễm sẽ vớt vô đây. Rồi cái nước này thì mình sẽ lấy lại mình nấu súp nha cả nhà. Diễm sẽ bỏ tôm khô vô Diễm nấu súp. Đừng có bỏ cái nước này nha cả nhà. Cái nước này là cái nước ngọt á. Rồi cả nhà ơi, nếu mà cái phần này nè nó dày quá thì mình lại bỏ chút xíu nha cả nhà. Đó thì Diễm sẽ bắt đầu quắn nha cả nhà. Thịt thì mình không có cần nhiều, mình cần chút thôi. Đó. Xong rồi mình quắn quắn cái đuôi nó trước nha cả nhà, cái đuôi lên cái đầu. Đó. Rồi mình nhét thịt mà nó dư dư ra đó, mình nhét nó vô. Đó. Rồi cái cọng nè, cái cọng hành nè. Mình quắn nó lại, thí dụ như nó dài thì mình quắn hai đoạn, mà nó ngắn thì mình quắn một đoạn thôi nha cả nhà. Đó. Vậy là xong thành phẩm. Coi được không cả nhà? Rồi cả nhà tiếp tục làm như vậy nha. Sau khi đã quắn được một hồi thì Diễm đã được bao nhiêu đây rồi nghe cả nhà. Cái này là cái cuốn cuối đây. Cái lá này nó hơi bé bé xinh xinh. Xong thì mình sẽ dắt nó ra. Cái cọng này dài thì mình sẽ quắn hai đoạn. Hai đoạn nha cả nhà. Đó. Rồi xong. Rồi xong, mình sẽ bỏ vô nồi nha cả nhà. Đó, thành phẩm. Và đây cái nồi nước súp của Diễm đã có tôm khô trong này nha cả nhà. Nó sôi lên hết rồi, Diễm sẽ đổ vô nha cả nhà. Đổ từ từ vô. Đó. Rồi, đợi cho nó sôi lên là chín rồi mình ăn thôi nha cả nhà. Lúc này mình bẻ bỏ lửa nhỏ lại. Và cuối cùng cái nồi nước súp này mình sẽ nêm tí bột ngọt, tí đường thôi nha cả nhà, tí muối, một muỗng đường, chút xíu thôi, không cần nhiều, tí muối, bột nêm, tại vì cái nước súp này nó ngọt rồi. Và không quên là bỏ miếng dầu mè vô cho nó thơm nha cả nhà. Xong. Sau khi cái dầu đã nóng thì Diễm sẽ thắng đường nha cả nhà. Thắng một muỗng đường. Đó. Đó. Xong rồi nó chuyển màu nè, cả nhà thấy không? Chuyển màu là nó lên cái màu của nước màu rồi đó. Diễm thì Diễm sẽ đổ tỏi vô nha cả nhà. Đó, nó lên màu. Quá đẹp luôn rồi đó. Bỏ tỏi vô cho nó thơm.
Sau khi cái tỏi nó thơm rồi Diễm sẽ đổ đường, bỏ thịt vô xào nha cả nhà. Thịt này thì Diễm chỉ bỏ miếng bột ngọt, miếng miếng muối vô thôi, tại vì mình đã dùng đường rồi nha cả nhà. Nó bắt đầu mình để lửa lớn lên trước, mình xào cho nó xong rồi, mình cho nó có nước màu đó cả nhà. Rồi sau đó thì mình sẽ xịt miếng nước mắm vô là mình kho tiêu nó lại nha cả nhà. Đó. Cái màu nó sẽ lên đẹp luôn. Sau khi cái màu nó lên đẹp rồi nha cả nhà, thì Diễm sẽ bỏ thêm một muỗng muối vô, ô một muỗng nước mắm nha cả nhà. Đây, một muỗng nước mắm vô. Cái màu đẹp quá luôn cả nhà. Đó, mình không cần bỏ nước, bỏ gì vô thôi, thịt kho tiêu là nó vậy nha cả nhà. Mình kho cho nó săn lại thôi. Rồi cả nhà ơi, sau khi ấy thì cái màu nó đẹp luôn rồi nè, cả nhà thấy không? Đó, quá đẹp luôn. Giờ Diễm sẽ cho nó săn lại một chút nha cả nhà. Và Diễm sẽ nhắc xuống nha cả nhà. Quá trời đẹp luôn. Cái màu tự nhiên luôn. Cái màu tự nhiên luôn nha cả nhà. Không cần nước màu luôn. Quá trời ngon. Thịt kho tiêu. Ngon quá trời. Okay. Xin chào. Xin chào. Cực bằng. Cả nhà. Cả nhà. Cả nhà có khỏe không? Cả nhà có khỏe không? What does that mean again? That mean how are you, everyone? How are you, everyone? How are you, everyone? Yeah. Xin chào, có khỏe không? Xin chào, cả nhà. Cả nhà, that means everybody. Hello, everybody. Yeah, hello, everybody. And có khỏe không? Hello, everybody. Cả nhà, welcome to my channel. Yeah, okay. Yeah. So what do we have today? Yeah. Did the show? With outside in the salad, but inside soup in the with, brown pork. Oh, the oh, one ground, you love. Okay, like, oh, like a ground pork, yeah, ground and pork. Is this cabbage? Yeah, cabbage, yeah. Oh, and then this wow. one is a green onion. Green onion, okay. Green. Can I grab this right now? Yeah, sure. Take it? Yeah. And yeah. then Put this here? One, the mm-hmm. sauce. Can we dip it like this? Yeah, dip like sauce, yeah. Okay. Mình làm cái chén sốt này bò có bỏ mè vô nữa cả nhà cho nó ngon. He like it. You like it, right? I like it. Yeah. Anh Mai anh phái cái thịt mà thịt xay á thì cả nhà. Lúc nào anh cũng thích ăn cái thịt xay mm-hmm. á. Bữa nay ăn với cơm cả nhà. Mm-hmm. Oh, it's pretty good. So good, eh? Mm-hmm. And what is this one? The thịt kho. How do you say that? Yeah, pork. Thịt kho. Thịt kho? Mm-hmm. Like, thịt kho, thịt kho. Thịt kho. Thịt kho. Thịt kho. Yeah. Okay. Good, yeah. This cartoon really good. You teach me bad Vietnamese. It's cartoon, not car. Cow? Cow? Car, not cow. Huh? Car. Car. K-H-O. Car. Cow. Yeah. Car. Cow too? Tail. Tail? Yeah, tail. Cowtail? Cowtail, yeah. What? You just say cowtail again. Not a cow. Sometimes you say cow, sometimes you say cow. I don't understand. Because I eat them.
No, I think maybe my ear is broken. No, not broken. You are accident. No, you're accident. Wow, trời ơi. Ổng ăn một lần nửa cục. You eat like the one time you eat the whole it. It's so amazing. Really good. Yeah. Ngon quá cả nhà. Very similar to like a popular dish that I had growing up too. Yeah. We have like I forget what it's called, but we have I think it's like like a popular, I want to say Russian or something, but anyway, there's a dish where you have like cabbage wrapped meat and you put like a sauce and stuff on it. Yeah, yeah. It's really, really popular. I can't remember the name. Mm-hmm. This one you like it though. Last time we went to a restaurant, Chinese restaurant, but you know you like my food more than that. Yeah, that's actually something which is kind of strange for me. Mm-hmm. Is growing up, there's a Chinese restaurant where I grew up. Mm-hmm. That was always like one of my favorite restaurants. Mm. And I used to love going there. Mm-hmm. But now, since I met Aunt Thing, mm-hmm. if I go to the restaurant, I'm a little bit disappointed because her cooking is better. And I know it's not Chinese cooking, it's Vietnamese, and it's different. Mm. For me, because I don't know, right? It's similar enough that it, like, it fills the same spot in my heart. Mm-hmm. Kind of, a little bit, mm-hmm. like this kind of pork, for example, it's Vietnamese, right? But it kind of like, you know, you go to a Chinese place, you get pork, which is a little similar, right? Yeah, but... At least compared to other Canadian food. But they cook different. They cook it differently, yeah. And this is, you're cooking better, so. This one's the most popular in Vietnam, but... But same with Vietnamese restaurant too. Now I can't go to a Vietnamese restaurant because you're cooking better. I used to love going for pho. Mm-hmm. Now I can't because her pho is much better than any restaurant I went to. Are you sure? Yeah. So good. Cái nước tương á cả nhà mình bỏ một chút mè rồi một chút dầu hào vô á cả nhà nó thơm lắm. Nó thơm á? Ừ. Sao? Ừ. Được rồi. The sauce? Ừ. I put a little bit like sesame. Sesame oil. And then okay. And sesame seeds. So good. Thường thì mình ăn canh rồi mình ăn nước mắm, nhưng mà cái này á, cái cà súp này mình ăn với nước tương. Nhưng mà mình sẽ bỏ vô một chút sesame oil, là cái dầu mè á cả nhà, cho nó thơm. Do we drink the soup too? Yes. Of course. That's why I bring the spoon for you. I was wondering. Really good. Cabbage wrap dumpling thing. Dumpling thing, yeah. Super good. What else do you put to make the sauce here? The salsa, the soy sauce. With sesame oil, and then sesame seed, that's it. I have a complaint. What? Where's the fish sauce? I might have fish sauce. I'm just kidding. It's so good. Amazing. You use fish sauce here? No, fish sauce here. Oh, good, then we're fine. Yeah, fine. Now he don't come then, yeah. The Chinese cái tô lạnh á, nó làm giống như vậy nè cả nhà.
So I explained about a Chinese restaurant. They make the similar, but they use the garlic sauce with the garlic sauce and the soy sauce. Làm cái nó dùng cái nước tương á cả nhà với garlic. Chứ the black sauce, dùng. Right? Yeah, the black sauce. Đó là dùng như là fish sauce. Yeah. Fish sauce just like Vietnamese people. Yeah. Or Thai fish sauce. And Thai people. Uh-huh. Yeah. Actually, Thai food similar with Vietnamese food. Mm-hmm. However, Thai food a little bit like kind of more like chili, more a little bit spicy. Ah, okay, yeah. Not good for me, right? Yeah. Because I like spicy food. Spicy food is fine, but mm-hmm. I'm allergic to peppers, so I have to be careful. It's called the guacamole. This one so good, so yummy. Mm. Nó vừa luôn cả nhà. Mình ít khi nào dùng nước mà. You like it, eh? Mm-hmm. Almost done, look. Wow. So this for you, two for you. Okay. One. Yay! I don't want. Okay. So good. Cheers. Yeah. Cheers. So good. Cheers. Cheers. Really good today. Oh. I feel like it's like kind of simple, but I guess not actually. It's not simple, but it feels kind of simple, but like in a very good way. Yeah, it's simple for like Vietnamese dish, like regular. So like this one is daily eating. Yeah, and this one again is the bubbly, mm-hmm. which. Pretty good actually. No sugar at all, which is nice. Because, mm-hmm. you know, sugar is pretty bad for you. Mm-hmm. And I think, from what the reading I've done, that fake sugar is also really bad for you. So it's really nice to have a drink with just no sugar at all. Yeah, no sugar, eh? Yeah, just no sugar. It's fine. Yeah. Anyway, there's enough sugar in our cooking. No sugar? No. Wow. I have sugar, but I just took you can drink the sugar. Wow, that looks really good. Yeah. Okay, this mine, you need to eat all of it. Okay, oh well. Okay, well, like, subscribe. Yeah, like, subscribe. Làm cả nhà. Cái này hồi là anh Mai nó ăn tiếp nữa. Anh ăn hết rồi. Like, subscribe.